Có chụp không? Chụp không thì bố đừng xếp hàng, bố đừng tao giảng đâu đi. Được đó, tao giảng đẹp đó. Bố tao giảng đi mà. Linh rồi. Bố bố chụp nhanh con đi đi đi, đi khiêng đồ đi. Được rồi. Có chụp không? Hành tư sướng. Có hành tư sướng kìa. Đó đứng vô coi. Đó đó đẹp đó. Chuẩn bị này. Nhìn đây. Bích xích vô tí cho nặng chế thế, nặng này thế. Rồi chuẩn bị. 1 2 3 1 2 3. Đấy. Đây cho bục sống này. Mấy tư sướng thì tay tay chụp kể cũng được à? Thầy mệt. Em đang đắng đi, mệt tí. Chụp đây, ngược sáng rồi. Đấy này. Tôi đi biết. Để cho tao quay lên cũng được. Không nha. Quá trời. Mới lượt được bằng cái chó. Trời ơi, đẹp quá. Tập tao quay đi mi. Nó mà tụi không? Chụp em nè. Chụp đi nè. Bây bây tao giảng, bây tao giảng những cái điều nào thật độc quá nè. Bố coi mẹ má, mẹ ba, mẹ ba vừa tập cái idol đi. Idol đi, vừa tập cái idol đi. Tao cái giảng nào độc độc quá nè. Lấn giảng được lấn. Giảng độc quá, giảng có ai có á. Tiếng thì quay video ảnh tới. Hồi giặt tôi. Thầy ngang à, cảm thấy ngang là kêu tao có đứt để chơi cho hồi giặt cho tôi hả? Giặt gì mi mà chụp nữa.